quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp, đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây hoạt động yếu, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao lên tới 5.000m hoạt động yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Nhiệt độ đo được phổ biến trong ngày tại thành phố Lào Cai ở mức 30 độ C, thị xã Sapa 21 độ C và huyện Bắc Hà là 25 độ C. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo các hình thái thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá và ngập úng có thể xuất hiện khi trời có mưa dông. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, cần chủ động phương án phòng chống phù hợp, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Còn sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng sớm có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng sớm có lúc có mưa rào và có thể có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.